trong khuôn khổ trước thềm hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo 2016 được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, đồng thời là để tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam với vai trò là quốc gia danh dự tham gia chương trình này. Mới đây, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet và Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã tổ chức triển lãm CA Expo 2016. Triển lãm đã thu hút được sự tham gia của 150 doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày tại 300 gian hàng với các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, máy móc thiết bị công nghệ, đóng gói bao bì, máy công nghiệp, thiết bị điện, vật tư xây dựng, ô tô, sản phẩm năng lượng công nghệ mới, v.v. Hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo trong nhiều năm qua được đánh giá là hội chợ có quy mô lớn, đóng vai trò đáng kể vào hợp tác trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, cũng như giữa các nước trong cộng đồng ASEAN với nhau. Với vai trò quốc gia danh dự của CA Expo 13, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội nhận được sự chú ý của bạn hàng quốc tế và triển vọng mở rộng sang thị trường mới.